Đây cả nhà, hôm nay mới mới đem lên rừng tiếp tục lên rừng nha. Đó là rừng cả nhà. Đang chung này, chung trong cái rừng gai. Nắng gừa quá. Mà bữa nay hôm nay đi cũng cũng được, trời nên nó cũng cũng mát, có gió nó cũng dễ chịu hơn. Gai quá nha anh em nha. Gai quá trời gai luôn á. Đó cả nhà, đang đó, em đang đi nè. Đó cả nhà, không mấy em đang chung ở trong rừng gai này. Cần không à, nên đây gió mát. Một cái rừng khó đi quá. À, trước mặt cả nhà là bụi hải châu nha, xanh xanh đét. Đi lại gần quay lại cho cả nhà xem. Đó cả nhà thấy không, xanh mơn mởn này. Tí mình xuống mình quay góc cho cả nhà xem. Trên rọt nó không có cái gai nào hết. Đó là thấy anh em chung ở rừng già, quay rừng gai chứ không phải rừng già, khó đi quá nên nó sót nha. Chịu khó luôn, rừng già nó sót. Này là đó thôi nha cả nhà, do là nó không mát. Với hai thằng đang dọn còn trống, tí mình quay lại góc. Rồi nó mát quá, lên này nó nắng quá không có dám ra ngoài, vô mấy cặp này là lấy thôi. Đây cả nhà, đó là những gì mà anh em mình dọn ra này, thân của nó này. Đỡ ra cũng được nè, 20 á, đỡ bỏ tàn sang, các tàn vèo cao nha, không các thấp được, thấp chơi nó không có đẹp. Muốn bạn gì cũng bị dạo đất cũng còn cứng á, đỡ cái sao sáng luôn. Đang đào cả nhà, chắc cứng quá. Chắc cứng quá bạn, mệt rồi bạn ơi. Thấy cay nha cả nhà. Hai thằng đào với một thằng đào không nấu, một bạn đào mệt lắm. Tới mình đào. Ủa đang này đá cả nhà. Ủa cục đá to rồi cũng. To như con tì. Mấy em đào cũng khá lâu luôn mà không ăn thua. Cuốc đào xuống thiệt sâu này, đầy đủ đồ luôn á. Ô, cỡ đây mà sợ nó không nấu quá. Trời ơi cháy nha cả nhà. Đó, lên đường cây cũng căng như dãy đàn luôn cả nhà. Hai anh em đào lên nha cả nhà. Không. Trời ơi, bữa đất sao mà cả tạ luôn. Đó, phải xả đất thôi. Không xả đất thì chắc biết lần nào mang xuống được ở dưới kia xà. Mà không nổ luôn. Xả đất, xả hết ra, xả trống hết ra luôn. Mang cái cây dưới trở giờ không nha cả nhà. Không có mang đất đâu. Đất trả lại cho núi rừng. Trả lại cho núi rừng này. Cái lý. Mấy anh em đào đã khó rồi nha cả nhà, mà xả hết cái bộ đất ra được nó càng khó hơn nữa. Đất quỷ này nó dính sao dính. Quá chặt luôn, chột ra nãy giờ. Thấy không? Vậy mà không ra. Chứ không đỡ mang viên cái bầu xuống. Chịu luôn, không cách gì mà được. Lên rồi mà đang xả đất, cứng quá. Bạn đang ở trên đó. Này bây giờ mấy anh em mình mang ra nha. Lói được rồi, đêm này cũng khó gưa luôn. Đi. Thầy dương. À, có đường mòn các bạn. Ê, thẳng tới luôn.
Ừ, có đường mòn á. Có nhà đẹp lắm, lúa. À, mình ra cái giác rồi bỏ cái chỗ đây cho nghe. Anh em mình chung vô trong rừng kiếm coi hay coi nữa. Mình đi xa không không có thở thấy nhiều đâu. Đấy, đứng coi xuống rồi. Bạn đang đào trên kia nha cả nhà. Đó. Nghe bịch bịch thôi. Đó cả nhà, đây, trong đây có linh sam, có cả hải châu luôn. Đó, mấy anh em thấy con mấy cây hạt châu này. Lá phía phía này. Con gốc đào thôi. Hải châu ra rí cả nhà. Đó, anh em đang đó đây. Đó cả nhà, rửa nó bò luôn. Ui xời. Chịu khó hết cho rửa luôn. Rửa luôn anh. À, rửa luôn. Đó cả nhà, bạn mà lái ở dưới chung này, thấy coi nữa này. Chung rồi. Qua được hai coi. Thấy được hai coi thôi. Con lá nhỏ nha, coi đầu tiên mình lấy là coi lá trung. Đây lá nhỏ. Đây cả nhà, hai châu lá nhỏ nha. Lâu quá rồi mới gặp được nhiều. Mấy cây hai châu mà lá nhỏ mà cũ to đẹp chưa. Wow, cũ. Cái này là bữa nay là khủng rồi nha cả nhà. Hiếm rồi. Thằng ơi. Bụi luôn. Được cái đất nó cứng quá. Mấy anh em đào thấy khổ, cứng ngắt. Còn cái rễ chuột của nó cứng vừa lắm. Nãy giờ bỏ cô đào vậy thôi nha. Rễ chuột có đâm sâu cuốn thành đá này. Chém mấy hồng. Đợt cỡ nào cũng phải đào nha cả nha. Lâu quá mới gặp này. Là rí nha. Lá cắt bỏ ra đó. Rồi giờ mình thay can bạn đào thôi nha. Đào cả nha, mấy anh em mình lấy tiếp bụi nó đi. Hả? À, bạn mình ở trên kia nó. Cái rừng này có được ít cây hải châu, mấy anh em lục nó sướng vừa. Lá này cả nhà xem, lá không? Đấy. Bạn mình đang đào. Rồi nãy từ đây mình lấy ra quà rồi mà. Thứ này khó quay quá, mình đem ra quà tí mình quay lại cả nhà xem. Ăn cái đá cả nhà, chục cục đá thiệt to luôn. Đấy. Quá trời là cái hải châu này. Ừ. Đá cân chào mà cân kỹ bỡ đá đập bỡ đá ra mà nó được. Hả? Có gì? Hải châu. Bây giờ chỉ giờ chưa táo đâu. Trong lái đến xuống mà. Có người nha cả nhà. Nhỏ nhỏ mà đúng không? Thiệt là khó luôn. Bình đá không à. Đá gì mà đã cứ. Đó đúng rồi, sức mạnh đó. Tí là trống chừng rồi. Lên. Đã lên nha nghe. Xách lên rồi. Nắng quá chừng nắng tháo mà hơn. Thôi nha, coi này bây giờ dòi không biết cách sao rồi. Nó đưa ra được cái bộ rửa nó đẹp này. Có khi mình rút nha, ít rửa quá nó không xấu đâu. Rồi rút bỏ bớt. Khả năng nuôi thì nó có tỷ lệ xong không thì đỡ dòi lại. Chết chắc rồi. Ông bạn đang ở trong kia nói. Nó hôm nay chuyến đi hôm nay này. Hai anh em ba anh em luôn đã được mấy cây dương cây lá trung như số nó là được 3-4 cây vậy ạ. Cây nhà đó đủ về sợ nó không sống nha, mình hớt bỏ bớt á là nó không có cái rửa lúa vậy luôn. À, một cây rồi này bạn mình này này
củ linh sam. Củ linh sam. Ba coi linh sam. Coi coi nào coi đấy. Dắt ơ xương luôn. Mấy cái này khỏi sợ chết rồi. Nằm kẹt đá kệ đưa mà. Đó, giờ cái củ kia lên đói, đu hù cái củ này. Coi nó đu cái tàng ra đẹp người. Đu cái tàng đẹp sao? Đu cái tàng đẹp á. Coi đó nó lách sẵn rồi. Tàng đẹp nó lách ba mét. Củ tố mà quên đẹp. Cái kia thu vớt xuống này. Đó. Cái nhánh hoài thu vớt xuống này. Giờ cũng chiều rồi nha cả nhà. Giờ mấy anh em mình xin kết thúc video. Như xì chị bút kèn nghe luôn. Rồi, chúc gia đình mình luôn nhiều sức khỏe và hẹn lại clip tiếp theo nha cả nhà.